không để cho Ukraine thất bại và không để cho Nga chiến thắng. Cho nên họ bắt buộc họ vẫn phải tiếp tục bơm thêm vũ khí vào cho Ukraine. Liệu Ukraine có xoay chuyển được thế trận hay không? Quý vị đang theo dõi chương trình bình luận quốc tế. Thời gian qua, hàng loạt quốc gia Bắc Mỹ và châu Âu đã cam kết viện trợ xe tăng hiện đại cho Ukraine, những loại như Leopard hay M1 Abrams, số lượng lên đến trên dưới 400 chiếc. Điều này đã biến Ukraine trở thành một trong những quốc gia sở hữu xe tăng nhiều nhất ở châu Âu. Nó cũng giúp gia tăng sức mạnh đáng kể cho quân đội Ukraine. Tuy nhiên, liệu họ có thể thay đổi được cục diện trên chiến trường hay không? Hôm nay chúng tôi có mời đến chương trình luật sư Hoàng Việt. Dạ, chào anh Hoàng Việt. Thì trong thời gian qua, Nga đã đẩy mạnh tấn công các tỉnh miền đông Ukraine như là Donetsk và có được một số thành công nhất định, như là chiếm được một số thị trấn như là Soledad, Vuleda và đang bao vây Bakhmut. Thì có ý kiến cho rằng Nga đang muốn chiếm được Bakhmut trước khi xe tăng đổ về đây. Thì anh nghĩ sao về nhận định này? Dạ vâng. Chúng ta được biết là gần đây á, thì các nước phương Tây sau khi đã có những cuộc tranh luận dữ dội và có những sự chủ trừ, thì họ đã vượt qua những sự chủ trừ đó và đã quyết định gửi những chiếc xe tăng và những cái vũ khí khác sang cho Ukraine. Và chúng ta đã biết là khi mà Đức phải chần chừ rất lâu để xem xét xem là có gửi cái xe tăng Leopard 2 sang cho Ukraine hay không, và sau đó thì đồng minh quan trọng của Ukraine đó chính là nước Mỹ đấy, thì đã phải bật đèn xanh cho cái việc là chuyển giao cái xe tăng Abrams 1 cho phía Ukraine. Và thì từ đó mới giúp cho Đức có đủ cái dũng khí để mà gửi cái xe tăng Leopard. Như vậy thì chúng ta đã thấy là hiện nay á, phía Anh đã gửi những cái xe tăng Challenger. Thế rồi phía Đức thì gửi Leopard 2, Mỹ thì gửi là Abrams 1, và sắp tới có thể là Pháp đang cân nhắc sẽ gửi những cái xe tăng Leclerc đến để cho Ukraine. Thế thì vấn đề đặt ra là cái xe tăng này thì giúp được Ukraine cái gì? Và chị có hỏi cái vấn đề về Bakhmut. Trước hết phải nói thêm là Bakhmut là một cái thành phố quan trọng. Mặc dù là phía Ukraine vẫn đang tìm cách hạ thấp cái vai trò của Bakhmut. Và phía Ukraine thì luôn luôn cho rằng là Nga muốn chiếm lấy Bakhmut đóng một cái vai trò quan trọng, đó chính là một cái yếu tố về truyền thông và tâm lý. Tức là sau cái khi Nga đã có nhiều, chúng ta còn nhớ là bắt đầu tháng 9 năm 2022, khi mà Ukraine bắt đầu phản công trở lại đối với Nga trên chiến trường, thì lập tức là Nga đã phải có một số những cái bước rút lui tạm thời. Và điều này cũng tạo ra một cái dư luận không nhỏ cho nước Nga, khi mà nước Nga cảm thấy là tức Nga phải rút khỏi Kherson, phải rút khỏi Kharkov, rồi thậm chí là Nga cũng bị tấn công ở những cái sân bay bên trong cái lãnh thổ của mình. Và ngay tại khu vực phía Nam thì một cái trường cao đẳng nghề, trong đó là 89 cái chiến sĩ đã bị tấn công bởi rocket và đã tử thương. Thì rõ ràng là phía Ukraine thì chỉ cho rằng là Bakhmut chỉ đóng vai trò truyền thông và tâm lý. Khi mà Nga đang có những cái thất bại như vậy thì Nga nếu giành lại được Bakhmut là một cái hỗ trợ về tinh thần rất lớn, cũng như là để bảo vệ những cái quan điểm của Nga trước những cái chỉ trích ngay cả trong nước. Thế nhưng mà Bakhmut còn hơn cả như thế. Bakhmut thì theo cái nhiều nhà nghiên cứu của phương Tây cho biết rằng là không chỉ là Bakhmut đóng một vai trò quan trọng về một cái vị trí trong cái hệ thống, cái chiến lược quân sự lúc này, mà Bakhmut cũng đóng một vai trò là cái trung tâm của toàn bộ những cái mạng lưới mà hậu cần cũng như là vận chuyển của Ukraine. Cho nên nếu mà Nga mà chặt đứt được thành phố Bakhmut này thì sẽ rõ ràng sẽ khiến cho cái năng lực hoạt động của Ukraine sẽ giảm đi rất nhiều. Chúng ta biết là Ukraine là một quốc gia mà hạ tầng đã bị tàn phá rất nhiều, mà cũng không có nhiều, cho nên là nếu mà trong trường hợp mà tất cả những cái đường con đường mà vận chuyển này đều phải thông qua Bakhmut, mà nếu mà Bakhmut bị thất thủ thì rõ ràng là cái sức chiến đấu của Ukraine đi giảm đi rất nhiều. Và cái này thì cũng đã nhiều người nghiên cứu, và đặc biệt là cái giới quân sự của Ukraine cũng đã nhấn mạnh. Đó là cái việc, như tôi đã một số lần trao đổi,
thì cả hai bên Ukraine và Nga vẫn đang câu giờ cho cái cuộc chiến ở mùa đông. Trong cái lúc và thời tiết mùa đông lạnh giá thì các bên vẫn còn cái trận chiến, nhưng mà nó không phải là cái trận chiến quyết định, mà trận chiến quyết định này phải là đợi sau mùa, tới đến mùa xuân. Tức là sau khi cái thời tiết nó qua cái thời kỳ mùa đông băng giá khó khăn thì đến mùa xuân thời tiết thuận lợi hơn. Và bản thân phía Ukraine cũng đã nhiều lần cảnh báo rằng là phía Nga sau khi mà đã huy động thêm 150.000 quân thì cái số này đã được huấn luyện xong, và đến mùa xuân là phía Nga có thể tung ra, và như vậy phía Nga có thể đưa ra một trận chiến quyết định. Thì chúng ta thấy vừa rồi đấy, trong suốt cái thời gian vừa qua cả một năm trời thì Nga vẫn chưa có những cái trận đánh mà có thể quyết định được thế trận trên chiến trường, mà cho nên Nga cũng không muốn kéo dài cái cuộc chiến này quá nhiều, cho nên Nga phải quyết định. Mà Nga quyết định thì có thể là người ta đang dự báo là mùa xuân, và như vậy thì cuộc chiến ở Bakhmut rất là quan trọng. Thế còn trở lại cái vấn đề thứ hai là cái xe tăng thì giúp được như thế nào? Thì chúng ta biết là nếu trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, khi mà cuộc chiến nổ ra ngày 24 tháng 2 năm 2022 thì nhiều nhà nghiên cứu cho rằng là cái thời kỳ của những chiếc xe tăng và pháo binh nó đã lỗi thời, và lúc này người ta chỉ tập trung vào những cái vũ khí khác như là tên lửa vác vai, như là máy bay không người lái. Nhưng mà cho đến bây giờ thì lại cảm thấy rằng là xe tăng là vô cùng quan trọng. Và cũng như các nghiên cứu đã đưa ra, cái cuộc chiến, cái loại hình chiến tranh mà được áp dụng ở Ukraine lúc này đó là cuộc chiến tranh hỗn hợp, có những yếu tố của truyền thống và có những yếu tố của hiện đại. Và một trong cái truyền thống đó là phải cần tới những chiếc xe tăng, xe thiết giáp. Chúng ta biết là cho đến bây giờ, sau khi Nga đã tấn công vào Ukraine và chiếm một số vùng đất thì Nga đã đặt những cái tuyến phòng thủ cực kỳ kiên cố ở đó. Những cái tuyến phòng thủ này bao gồm những cái công sự, những cái hàng rào để chống lại xe thiết giáp, và kể cả hệ thống bong ke, những cái tổ súng máy ở đó, vân vân. Nói chung là kiên cố nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ hai. Và nếu mà Ukraine muốn vượt qua được cái chướng ngại đó, cái mục tiêu của Ukraine phải đánh đuổi quân của Nga ra khỏi lãnh thổ Ukraine, thì Ukraine phải vượt qua được cái tuyến phòng thủ đó của Nga. Mà vượt được qua tuyến phòng thủ đó thì phải sử dụng chiếc xe tăng cực kỳ quan trọng. Mà xe tăng thì như là những xe tăng của Mỹ đấy, Abrams được xếp là chiếc xe tăng hiện đại bậc nhất trên thế giới, hoặc là những chiếc xe tăng của Anh, của Đức, đều là những chiếc xe tăng mà có hiệu quả rất lớn. Thì chắc chắn là Ukraine vẫn mong chờ rằng là với những chiếc xe tăng này, với những cái vũ khí mới này, thì Ukraine có thể lật ngược được thế cờ. Ngoại trưởng Ukraine gần đây đã thông báo rằng thì ở lượt đầu tiên họ sẽ nhận được khoảng 150 xe tăng phương Tây trong vòng một tháng tới, và rất nhanh sau đó là những lượt tiếp theo. Vậy theo anh thì với số lượng xe tăng khủng như vậy sẽ giúp được Ukraine lật ngược tình thế ở Donbass như thế nào? Cho đến nay thì vẫn có những tranh luận khác nhau về cái chuyện này. Rõ ràng là nếu Ukraine được tăng cường cái sức mạnh của xe tăng thì đó là một cái sức mạnh đáng kể. Và một số những cái quân nhân của Ukraine được trích dẫn trên báo phương Tây thì cho rằng là những cái trận chiến mà cận chiến như thế này, mà vượt qua những cái tuyến phòng thủ như vậy thì phải cần sống sót. Mà cần sống sót thì những chiếc xe tăng mà có những cái lớp giáp để mà bảo vệ cực kỳ quan trọng. Và các nhà nghiên cứu quân sự thì vẫn ca ngợi rằng là những chiếc xe tăng như là Abrams của Mỹ là một chiếc xe tăng hiện đại bậc nhất trên thế giới, với cái việc mà phòng thủ rất là tốt và hỏa lực tấn công cũng rất là mạnh từ cái khoảng cách rất xa. Thế nhưng mà đấy là những cái ban đầu. Thế còn lại là đặt ra vấn đề là liệu Ukraine có xoay chuyển được thế trận hay không, thì đó là một câu chuyện khác. Vì có rất nhiều những cái câu chuyện ý kiến khác nhau ở đây. Thứ nhất phải nói là tại sao nước Đức lại chần chừ mà không giao cái xe tăng Leopard 2 cho Ukraine? Thì phía Đức cho rằng là cái việc mà sử dụng Leopard này, Leopard làm cái chiếc xe tăng phải nói là cũng hiệu quả và hiện đại đấy. Nhưng mà cái việc mà sử dụng nó, vận hành nó và hậu cần bảo trì nó cũng là một câu chuyện không hề đơn giản. Thì lúc đầu nước Đức nói như vậy. Còn sau này khi mà cái sức ép căng tăng lên thì nước Đức bắt buộc phải chuyển giao rồi. Và cái câu chuyện đấy nó cũng giống như tất cả xe tăng của các quốc gia khác. Chúng ta đã thấy nhá, như đã trao đổi đấy, là Mỹ sẽ chuyển giao cái xe tăng Abrams, rồi Anh đã chuyển giao những xe tăng Challenger,
và Đức thì Leopard 2 và Pháp thì tương lai cũng sẽ xem xét, sẽ tăng lực lẹt. Như vậy rõ ràng có một số điểm thế này. Ngay ban đầu Đức nói, tức là trước đây thì cái quốc gia phương Tây chỉ muốn chuyển giao những chiếc xe tăng T-72 cũ mà đã do Liên Xô sản xuất trước đây cho Ukraine. Bởi vì họ cho rằng là cái việc mà vận hành chiếc xe tăng mà đã quen với cái hệ thống đó lâu rồi thì binh sĩ Ukraine dễ mà tiếp nhận được hơn. Chứ còn bây giờ mà đưa một cái hệ thống hoàn toàn mới, những chiếc xe tăng của phương Tây đã trao đổi đấy là cực kỳ hiện đại, nhưng mà sử dụng nó thì vô cùng phức tạp. Huấn luyện những cái nhóm người sử dụng phải mất vài tháng, từ 3 đến 6 tháng. Mà chưa kể là lại phải còn bảo trì nó, hậu cần cho nó như thế nào, lại là một câu chuyện cực kỳ phức tạp. Bởi vì những cái vũ khí càng hiện đại thì phải hậu cần nó càng khó khăn. Cho nên là điều đó thì Ukraine sẽ giải quyết như thế nào à. Thế chúng ta sẽ thấy là mỗi một cái hệ thống nó lại khác nhau. Hệ thống xe tăng của Mỹ, vũ khí của Mỹ nó khác, của Anh nó khác, của Đức nó khác và của Pháp nó khác. Mà bây giờ Ukraine đã tiếp nhận một lúc 4 cái hệ thống khác nhau. Vậy thì Ukraine có tiếp nhận, có sử dụng được hay không? Chúng ta còn nên nhớ nhé, gần đây phía NATO cho biết là phía NATO đã cung cấp cho phía Ukraine những khẩu lựu pháo. Nhưng mà phải hơn 1/3 trong cái số đó không hề hoạt động. Thì cho thấy là vũ khí đổ về nhiều, nhưng mà liệu Ukraine có tận dụng được, sử dụng được vũ khí đó hay không, tạo thành một cái sức mạnh cho mình hay không, đó là một rào cản rất lớn. Chúng ta biết là cái ngôn ngữ, không phải người binh lính Ukraine nào cũng có thể sử dụng những tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức thành thạo. Rồi chưa kể là sử dụng nó như thế nào, vận hành nó ra sao, mà trong cái bối cảnh là cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn. Thì gần đây hãng AP của Mỹ đấy cũng cho biết rằng là phía Mỹ cũng như là phía Ukraine đã có những cái bước tiến bằng cách là sử dụng gọi là trực tuyến, thông qua những cái phần mềm được mã hóa để mà có thể trao đổi, hướng dẫn cách sử dụng, và trong đó kể cả sửa chữa một số cái vũ khí. Thì trong cái trường hợp của AP nói là liên quan sửa chữa cho khẩu lựu pháo Howitzer, thì Ukraine đã làm được điều này, cũng đã tận dụng được cái chuyện này. Nhưng mà đối với cả hệ thống xe tăng thì nó là một câu chuyện khác. Vận hành nó phải có người hướng dẫn, phải có người hướng dẫn phải cụ thể. Còn nếu mà cái trong trận chiến mà không sử dụng tốt cái xe tăng này, mà lại không có hậu cần tốt để bảo trì tốt cho những chiếc xe tăng này, thì có khi nó còn nguy hiểm lớn hơn. Các nhà chuyên gia của ngay cả trong lòng nước Mỹ cũng đã đặt vấn đề. Những cái cuộc chiến trước đây như là xe tăng Abrams của Mỹ đã sử dụng ở trong cuộc chiến ở Iraq, ở Syria, vân vân. Chống lại kể cả cái quốc gia Hồi giáo tự xưng IS đó. Thế thì rõ ràng là những cái cuộc chiến đấy thì Mỹ đã chuyển giao rất nhiều cái vũ khí cho những cái đồng minh của mình. Nhưng mà cái sự ốm yếu của đồng minh, yếu ớt của đồng minh này, nó dẫn tới cái việc là gì? Mỹ bị thất thoát vũ khí. Và từ cái thất thoát vũ khí này thì các đối thủ có thể sử dụng cái vũ khí này để có thể chế tạo ra, hoặc là có thể là tìm cách để khắc chế cái vũ khí đó của Mỹ. Và câu chuyện này đã xảy ra rồi. Trong cái khi mà Mỹ rút khỏi Afghanistan và để lại một cái số lượng vũ khí khổng lồ ở đó, và rất nhiều cái quốc gia khác đã có thể tận dụng được cái cơ hội này. Một cái ví dụ rất rõ là phía Mỹ đã đưa ra, đó là những cái máy bay không người lái trong cuộc chiến ở Iraq. Thì Mỹ đã để lại rất nhiều cái máy bay không người lái, và sau này Iran đã chiếm được. Và Iran đã dựa trên những cái máy bay mà chiếm được đó để thiết kế, chế tạo ra những chiếc máy bay không người lái của Iran bây giờ. Và chúng ta biết là trong cuộc chiến mà Ukraine hiện nay đấy, thì Iran đã viện trợ rất nhiều cái máy bay không người lái cho phía Nga, để phía Nga oanh tạc những cái hạ tầng cơ sở của phía Ukraine. Thế thì rõ ràng cái câu chuyện đấy có thể hoàn toàn có thể lặp lại. Và đó cũng là một lý do để giải thích vì sao các nước phương Tây ngần ngại không muốn đưa ra những cái vũ khí hiện đại nhất cho Ukraine. Nhưng mà cái mục tiêu cao cả của họ vẫn là gì? Là phải không để cho Ukraine thất bại và không để cho Nga chiến thắng. Cho nên họ bắt buộc họ vẫn phải tiếp tục bơm thêm vũ khí vào cho Ukraine. Thì đấy là một số vấn đề đặt ra. Thế còn ngoài ra phải nói thêm nữa là phía Nga sau một thời gian họ có thể lúc đầu họ bỡ ngỡ, họ lúng túng thì họ bị chịu sự thiệt hại. Nhưng mà sau này họ đã tìm cách để khắc chế lại cái vũ khí đó. Và một cái ví dụ rất rõ là người ta thấy là cái HIMARS.
những cái khẩu pháo mà bắn xa như thế đấy, thì lúc đầu đã mang lại rất nhiều cái lợi thế cho Ukraine và thậm chí là gây thiệt hại cho Nga rất lớn. Chúng ta biết là lúc đó ông Shovikin lúc đó là tổng tư lệnh, thì ông cho biết là khi mà rút khỏi Kherson, một trong những nguyên nhân đó chính là những cái uy lực được khẩu HIMARS mang lại và khiến cho Nga thất bại rất nhiều. Nhưng mà sau này thì Nga đã tìm cách đã giảm thiểu được rất nhiều những cái tác hại, những cái tác hại từ HIMARS đưa tới. Cho nên là với những chiếc Satan này, có thể ban đầu Nga sẽ có thể là lúng túng và bị thiệt hại, nhưng mà sau này Nga sẽ tìm cách để có khắc phục cái điều đó. Và như vậy thì cũng chưa hẳn đã là hoàn toàn là lợi thế thuộc về Ukraine. Thế cho nên là cái câu chuyện về Satan lúc này á, nó cũng chỉ là một cái phần quan trọng. Và cái việc mà phương Tây viện trợ các Satan cho Ukraine, nó như một cái thông điệp cực kỳ quan trọng đối với Ukraine và đối với Nga. Trong đó các quốc gia phương Tây vẫn muốn nhấn mạnh rằng, như ông Biden nó đã từng nói đấy, hồi tháng 1 đấy, là gì? Là Nga đã sai lầm ngay từ đầu và sai cơ bản cho đến bây giờ. Tức là khi đánh giá về cái sức mạnh hoặc là cái kiên trì của các quốc gia phương Tây ủng hộ cho Ukraine như thế nào. Đó. Thế thì đấy là những cái vấn đề quan trọng hơn. Thế còn trở lại vấn đề là liệu những chiếc Satan này có thể giúp Ukraine lật ngược được thế cờ hay không thì cũng chưa chắc. Mà nó phải phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Mà những yếu tố này thì chúng ta phải qua cái thực tiễn trên chiến trường, chúng ta mới có thể đúc kết ra được. Vậy về phía Nga thì họ sẽ phải thay đổi chiến lược như thế nào để đối phó với những xe tăng mà phương Tây cung cấp cho Ukraine? Gần đây thì người ta nói rằng là nếu mà đối đầu những chiếc xe tăng của Nga với cả xe tăng của phương Tây, những cái quốc gia mà như tôi đã nói đấy, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, thì rõ ràng là những cái quốc gia, những cái chiếc xe tăng của Mỹ, Anh, Pháp, Đức sẽ có lợi thế và hiện đại hơn của Nga rất nhiều. Nhưng mà đấy là về mặt lý thuyết. Thế còn lại là đã trao đổi đấy. Thứ nhất là việc các binh lính của Ukraine có tận dụng được, có sử dụng được những chiếc xe tăng này một cách tối đa hay không. Và những cái hoạt động kèm theo như là hậu cần, bảo trì cho nó thì có được làm tốt không. Và nếu những điều này không làm tốt thì như đã trao đổi, có khi sử dụng chiếc xe tăng này là còn nguy hại hơn, chứ không phải là đơn giản. Thì đó là cái điều thứ nhất. Và Nga cũng biết cái điều đó. Cho nên Nga cũng đang muốn là cho đến bây giờ thì Nga mới biết được cái thông tin đó. Thì tôi nghĩ rằng là cái cuộc chiến trên chiến trường nó phải qua thực tế, chạm trán cho thực tế. Và Nga cũng đã chứng minh họ đã có những cái bước cải tiến. Mặc dù họ có những thất bại, nhưng họ đã có những bước thay đổi. Và họ khắc phục được những thất bại đó, cũng như là khắc phục được cái sức mạnh vũ khí của các quốc gia khác mà đã viện trợ cho Ukraine. Ví dụ cái trường hợp mà tôi đã nói là HIMARS. Thế thì trong trường hợp này Nga cũng sẽ tìm cách làm sao để phát huy cái sức mạnh của mình và hạn chế những cái tác dụng của những chiếc xe tăng từ phương Tây này. Và chắc chắn là các bên đều tìm cách mà tận dụng những cái lợi thế của mình để tấn công vào những cái hạn chế của đối phương. Thế nhưng mà đấy là cái lý thuyết là như thế. Thế còn trong thực tế là làm như thế nào thì có lẽ là mỗi bên sẽ phải tự tìm ra con đường của mình. Thế còn Nga thì cho người ta đánh giá là cho đến nay đấy, Nga vẫn mặc dù là Nga đã có nhiều cái hạn chế và càng ngày càng bị suy giảm về sức mạnh cả về kinh tế và quân sự. Nhưng mà Nga, thứ nhất là Nga đã chuyển sang một cái nền kinh tế thời chiến. Và thứ hai là Nga vẫn duy trì được cái sức mạnh quân sự để theo đuổi cuộc chiến này cho đến bây giờ. Còn chúng ta biết là Ukraine thì rõ ràng là Ukraine phải nhận rất nhiều vũ khí từ phương Tây và các nước phương Tây cũng phải vất vả trong cái việc mà viện trợ vũ khí cho phía Ukraine. Thậm chí là có những lúc mà những lãnh đạo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng là cái kho vũ khí của Lầu Năm Góc bắt đầu cũng cạn kiệt đi. Thì điều đấy cho thấy là đây là một cuộc chiến mà sẽ kéo dài rất là lâu và các quốc gia đều phải tính đến cái chuyện này. Tổng thống Croatia Milanovic vừa phát biểu rằng Ukraine sẽ không bao giờ kiểm soát bán đảo Crimea một lần nào nữa. Croatia là một thành viên của EU và NATO và cũng là một đồng minh thân thiết của Mỹ. Anh nghĩ sao về nhận định của Tổng thống Croatia? Thực ra mà nói cái nhận định của ông Tổng thống Croatia này nó cũng cho thấy những cái góc nhìn khác nhau trong lòng của phương Tây. Chúng ta thấy đấy, trong suốt cái cuộc chiến mà Ukraine bắt đầu nổ ra cho đến nay, thì ngay trong lòng của NATO là những cái quốc gia bắt đầu tranh cãi nhau rất nhiều. Và ngay cả trong các thành viên của Liên minh châu Âu, EU cũng đã có những cái tranh luận
nảy lửa về vấn đề này. Và cá nhân tôi thì tôi cho rằng là cái phát biểu của Tổng thống Croatia cũng đưa đến những góc nhìn khác. Mặc dù là Mỹ hay là những cái quốc gia như Mỹ hay Anh, Pháp, Đức thì luôn luôn lạc quan, phát biểu một cách lạc quan về cuộc chiến Ukraine này. Và họ cũng phải làm như vậy. Họ phải có niềm tin cái chuyện đó. Nếu không có niềm tin thì họ đã không ủng hộ Ukraine làm gì. Nhưng mà cái cách nhìn của Tổng thống Croatia cũng cho thấy những cái điều thực tế. Điều này thì cũng không phải là không có những cái tiếng nói chung quan điểm với ông ấy. Chúng ta biết là ngay kể cả Tổng tham mưu trưởng quân đội của Mỹ là Mark Milley thì cũng đã nói rằng là ông phát biểu một cái công khai đấy là quân đội Nga chưa dễ dàng bị tiêu diệt đến như thế đâu. Chưa dễ dàng bị thất trận như thế đâu. Và cái cuộc chiến này nó còn khốc liệt ghê gớm lắm. Cho nên là đã có những lúc mà phía Mỹ và các nước phương Tây cũng đã nghĩ đến cái chuyện là ngồi vào bàn đàm phán để đem lại cái hòa bình, chấm dứt cái cuộc chiến Ukraine này. Nhưng chắc có lẽ là họ thấy rằng đây chưa phải là cái thời điểm đó. Thế thì trở lại vấn đề là Tổng thống Croatia cũng đưa ra một góc nhìn cho thấy rằng thứ nhất chúng ta thấy là không phải ai cũng lạc quan về cái cuộc chiến này. Và trường hợp của Croatia là một cái trường hợp rất rõ ràng. Ngoài ra cũng nhiều cái quốc gia ngay cả trong lòng EU cũng đã thấy cái điều đó, không thấy lạc quan lắm trong cái cuộc chiến này. Và cái cuộc chiến này không chỉ là Nga đang bị sa lầy mà ngay kể cả các nước phương Tây cũng bị sa lầy. Chúng ta đã thấy là những cái câu chuyện mà các nước phương Tây mặc dù một mặt rất gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, về lạm phát vân vân, về xã hội vân vân, nhưng mà họ vẫn phải tiếp tục viện trợ vũ khí sang cho Ukraine, viện trợ kinh tế cho Ukraine. Và điều này thì ngay cả trong lúc họ đang khó khăn mà họ viện trợ như vậy thì đấy là một cái điều họ không ai muốn cả đó. Và ngay kể cả trong khối NATO lập tức cũng phải kêu gọi tới cái sự trợ giúp vũ khí cho Ukraine từ Hàn Quốc, một cái quốc gia của châu Phi, châu Á. Thì rõ ràng là chúng ta thấy là không chỉ là Nga bị sa lầy, Ukraine bị sa lầy mà ngay kể cả phương Tây cũng bị sa lầy trong cái cuộc chiến này. Và có rất nhiều quốc gia cũng đang muốn chấm dứt cái cuộc chiến này đi. Và Tổng thống Croatia cũng là một trong quan điểm như vậy. Và ông nhìn thấy rằng là mặc dù là phương Tây đổ rất nhiều cái viện trợ và trong đó có nhiều vũ khí vào cho Ukraine, nhưng mà Ukraine có thể hoàn toàn thay đổi được thế trận, lật ngược được thế cờ hay không? Thì chưa, cho đến nay là chưa. Mặc dù Ukraine có những cái thành công nhất định cũng khiến cho phía Nga phải thất bại nhiều lần, nhưng mà cái thất bại đó nó chưa đủ để phía Nga ngã quỵ và khiến cho cái cuộc chiến này nó thay đổi. Và nếu tiếp tục cuộc chiến này cứ kéo dài như vậy, tiêu hao như vậy, thì rõ ràng kể cả hai bên, kể cả Ukraine, kể cả phương Tây, tất cả các bên đều bị suy yếu, đều bị mệt mỏi. Và điều này là có lẽ là Tổng thống Croatia cũng muốn đưa ra một cái góc nhìn khác, đó là gì? Đã đến lúc các bên phải tìm kiếm một cái giải pháp trong một cuộc hòa đàm trong cái cuộc chiến này. Đó, tôi nghĩ là với cái phát biểu của ông Tổng thống Croatia, chúng ta có thể hiểu hai cái vấn đề là như vậy. Anh dự đoán như thế nào về chiến sự trong 1 đến 2 tháng tới? Như đã trao đổi thì chúng ta biết là cái thời gian vừa qua là thời gian mùa đông và mùa xuân đang gần tới. Và chúng ta còn nhớ là không phải ngẫu nhiên khi mà năm ngoái chuẩn bị khởi phát cuộc chiến thì phía tình báo Mỹ đã luôn luôn cảnh báo rằng là khoảng đến nửa sau của cái tháng 2 là phía Nga sẽ tấn công Ukraine. Và cho đến nay thì thực tế đã chứng minh rằng là cái phỏng đoán của phía Mỹ là chính xác. Và cái phỏng đoán này nó dựa trên một cái vấn đề cũng quan trọng, đó là thời tiết. Thời tiết là tại sao mà lại không sớm hơn vào tháng 2 mà lại tới ngày 24 tháng 2, tức là cái giai đoạn đó thì mùa xuân bắt đầu tới và cái giai đoạn mà ẩm ướt nó đã trôi qua và đất bắt đầu đóng băng. Đất bắt đầu cứng lên, băng đã tan ra và như vậy là những chiếc xe tăng, xe thiết giáp có thể dễ dàng tấn công được hơn. Và đó mới là cái câu chuyện của cái cuộc chiến bắt đầu từ năm ngoái. Và năm nay thì cái thời tiết đó cũng tương tự như vậy. Tức là cũng phải đến khoảng chừng là chúng ta bây giờ là đang đầu tháng 2 thì phải đến cuối tháng 2 thì bắt đầu thời tiết nó bắt đầu thay đổi. Và lúc này cũng có lẽ là cái lúc mà thuận lợi cho các bên có thể là có những trận chiến quyết định. Ukraine thì cũng đang mong chờ. Nhiều người thì cho rằng là Ukraine cần phải phản công. Và cái thời điểm phản công thì đã bị lỡ, khi Ukraine đã bỏ lỡ. Khi mà trong cái thời gian vừa qua thì Ukraine có thể tấn công, lúc đó là Nga vẫn đang chưa có những cái động thái nhiều.
thì lúc đấy nó có thể là tốt. Nhưng mà Ukraine chưa làm được điều đó, bởi vì Ukraine còn không đủ cái lực lượng, mà đặc biệt là xe tăng. Xe tăng Ukraine gần như là bị tàn phá. Người ta tính là từ đầu cái cuộc chiến cho đến khoảng tháng 11 năm 2022 thì phía Ukraine bị tàn phá khoảng chừng 330 chiếc xe tăng. Và như vậy thì mặc dù là Ukraine vẫn còn khoảng cả ngàn chiếc xe tăng, nhưng mà những chiếc xe tăng này nó lạc hậu và nó cũng bị ảnh, tức là có nhiều cái nó bị hỏng hóc rồi, nó cần phải có sự sửa chữa. Thế thì rõ ràng là Ukraine đang cần phản công, và đương nhiên phía Nga thì đang muốn kết thúc cuộc chiến này, bởi vì cuộc chiến này càng kéo dài thì Nga cũng mệt mỏi, và nếu kéo dài tiếp thì Nga sẽ sẵn gặp bất lợi rất nhiều, cho nên Nga cũng có muốn có cuộc chiến quyết định. Và cái điều này thì cũng đã đấy, tôi đã nhắc tới, tức là nhiều cái giới chức của Ukraine cũng đã cảnh báo là khả năng mà sang mùa xuân là Nga sẽ có những trận chiến quyết định. Và như thế thì chúng ta sẽ có thể dự báo được rằng là trong 1-2 tháng tới sẽ có những trận chiến nảy lửa, chạm trán giữa hai bên Nga và Ukraine. Và như đã bao trao đổi đấy, mỗi bên đều có những cái lợi thế của mình. Hiện nay thì Nga vẫn đang áp đảo hơn cả về cái lực lượng mà pháo binh, đặc biệt là lực lượng pháo binh. Cho nên Nga vẫn đang muốn tận dụng cái sức mạnh của mình này. Và phía Ukraine thì đang muốn phá hủy, phá vỡ những cái phòng tuyến phòng thủ của phía Nga. Và như vậy có thể phía Ukraine hy vọng có thể tấn công sâu vào của Nga hơn, và có thể là sẽ đòi lại những cái đất mà phía Nga đã chiếm giữ trước đây. Và trong đó thì phía Ukraine cũng đã tuyên bố là bán đảo Crimea rồi. Thế mà như đã trao đổi đấy, là nếu như cái vùng đất ngay tại trên Ukraine mà Ukraine còn chưa đòi được thì bán đảo Crimea cũng là một câu chuyện rất là khó khăn. Mà như cái cảnh báo của Tổng thống Croatia đấy, cho thấy là cái cuộc chiến này nó cũng không dễ dàng, và phía Ukraine vẫn chưa đang gọi là chưa có những cái bước tiến một cách ngoạn mục để có thể thay đổi được cái cuộc chiến này. Chính vì vậy cho nên là chúng ta phải chờ trong khoảng 1-2 tháng tới, sau khi có những trận chiến mà mang tính chất quyết định như vậy thì chúng ta có thể đoán được là cái bối cảnh sau này của cuộc chiến nó sẽ ra sao. Cảm ơn những chia sẻ của anh Hằng Việt trong chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.